người ta bến xe miền Tây người ta xin xe người ta ba đi nữa chứ bao nhiêu sao nữa. Ba giờ còn 10 ngàn lát nữa kiếm bánh mì không hay gì ăn đỡ năm chút. Chú cho 10 ngàn. Cụ ông đi bộ 30 cây số ra bến xe về nhà vì bị quỵt nợ 2 tháng lương khiến cô gái mũi lòng giúp đỡ và sự thật bất ngờ. Mới đây, một cô gái chia sẻ câu chuyện rất chạnh lòng cô gặp trên chuyến xe từ Đà Lạt về thành phố. Được biết, chú này từ Sóc Trăng lên Đà Lạt để mưu sinh nuôi gia đình, nhưng 2 tháng nay chưa được trả lương, chỉ được ứng 1 triệu rưỡi trả tiền trọ. Vì không có tiền nên chú cùng nhiều người khác đi bộ 30 cây số ra bến xe để về nhà, trong khi người không có đồng nào. Xin nhà xe cho đi nhờ thì không ai cho. May mà có một người tốt bụng thấy chú tội nghiệp nên đã mua cho chú một vé xe đi từ bến Đà Lạt về miền Tây và đang nói chuyện điện thoại với con thì gặp chủ video. Là chú làm gì ở trên đây ạ? Chú làm trong mai rừng trong đó là khu du lịch á, làm được khu du lịch. Được cái chú về làm trả tiền chú hả? Không có từ hai mấy người rồi. Vậy luôn hả? Bây giờ chú về với ai vậy? Đi có mình chú à, còn mấy người kia ngồi ở bến đâu có tiền đâu chị. À, bây giờ nha, con sẽ gửi cho chú, con gửi chú, nếu chú 500 ngàn. Chú đi về nhà nha. Rồi, cảm ơn nha. Chú xuống dưới đó rồi chú đi về nhà nha. Cô còn cho biết thêm, tuy em không giàu sang gì nhưng bằng tấm lòng của em xin gửi chú ít đồng đi đường. Cũng muốn nhắn nhủ rằng mọi người đừng vì chút lòng tham mà lợi dụng lòng tin chiếm đoạt công sức của người khác. Tuy nhiên, khi xem kỹ đoạn video này. Chú ơi, chú cho con hỏi là chú về đâu vậy? Về Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Là bây giờ chú về bến xe miền Tây. Sao mà chú về Sóc Trăng? Là chú làm gì ở trên đây vậy? Cộng đồng mạng lại bất ngờ có những bình luận như sau. Đang nói chuyện điện thoại, nghe bạn này kêu chú ơi, cái dẹp điện thoại ngang, không thấy cúp máy gì hết, sao tôi nghi quá. Xe Sóc Trăng ai cũng biết ổng hết trơn á, hết lừa được nên mới đi tuyến khác đó. Kịch bản này quen lắm nè, mà đến cả nhân vật chính cũng quen luôn. Kinh nghiệm ngồi phòng vé của mình là nhờ quản lý gọi cho ban điều hành bến xe xuống, công an sở tại xuống xác minh mới free vé nha. Gặp nhiều cái oái âm lắm diễn mà y như thật luôn. Nếu bạn ở trong tình huống như cô gái trong video thì sẽ ứng xử như thế nào? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.